1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, nên 7, 8, 9, 10, 10. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu cũng như sẽ giảm giá cho em những chiếc vang cơ lai số mà gần đây em bán rất là nhiều, đến từ thương hiệu TD Acoustic của mã là Q800 Plus. Một dòng vang cơ lai số cực kỳ là dễ chỉnh đây, nó đã có 8 chế độ cài sẵn trên đây cho anh em rồi. Anh em chỉ cần tăng, ấn lên và xuống để chỉnh cái chế độ cho phù hợp. Đấy, rất là dễ chỉnh cho anh em nhé. Và đặc biệt nữa là con này sử dụng chip DSP của Mỹ, lên tiếng ra cực kỳ hay cho anh em. Đấy, thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh chưa nay, hoan hỉ cho bên em xin một nay một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Đấy nhá, anh em bỏ ra 3 giây cho bên em xin một nay đi ạ, một đăng ký kênh và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio ạ. Thì đây, giới thiệu cho ngay cho các bác những chiếc vang TD Acoustic Q800 Plus, phiên bản cực kỳ là dễ chỉnh và rất là hay cho anh em. Vừa qua, tuần vừa qua em bán con này rất là nhiều. Thì đây, giới thiệu ngay cho các bác nhá, về mặt trước thiết kế màu đen. Đấy, màu đen này có một cái màn hình hiển thị logo cũng như mã Q800 Plus. Và bên này sẽ có 3 lỗ cắm mic, mic 1 và mic 2, mic 3. Và đặc biệt là rất là dễ chỉnh anh em thấy nhá, delay, repeat và echo level ở đây. Anh em có thể tăng delay về cái chế độ trễ này, repeat là chế độ lặp lại, và tăng phần tăng echo lên. Đấy. Bên này nữa thì có sẽ có 3 tăng giảm này, tăng giảm của bass, chung và chép của mic này, bass chung và chép của nhạc đầy đủ cho anh em. Cũng như hai lúm vặn chính ở đây. Đấy, tăng giảm của mic này, tăng giảm của nhạc cực kỳ hay cũng như là tiện dụng cũng như là rất là đẹp cho anh em. Và phiên bản này thì nó sẽ trang bị cho anh em là đầy đủ cổng quang Bluetooth. Anh em có thể chỉnh input ở đây nhá. Em ấn ở đây này, nó sẽ thay đổi các cổng kết nối. Ví dụ hiện tại em bắt Bluetooth, em ấn này, nó sang cổng quang này. Ấn tiếp COA, ấn AUX1, AUX2 và đây là LC là USB nhá. Và cắm vào đây nữa là sẽ là chuyển sang Bluetooth để anh em tiện dụng ấn phát nữa. Đấy, Bluetooth anh em bắt trực tiếp từ điện thoại hoặc là máy tính của anh em, cực kỳ hay nhá. Và đây, sẽ quay cho anh em đằng sau. Đằng sau của những chiếc vang cơ lai số này. Đấy, thì đầu tiên phải nói này, các cổng kết nối đường vào có cổng quang ở đây, Bluetooth ở đây, COA đầy đủ cho anh em, cũng như là các đường hoa sen AUX1, AUX2. Và đường ra thì có hai đường ra bằng ca lông ở đây, một đường center, một đường sub, đầy đủ cho anh em nhé. Con này sẽ có bật tắt chống hú tự động đằng sau ở đây. Đấy, bật tắt chống hú. Phiên bản này phiên bản cao cấp, có đầy đủ điều khiển từ xa. Đấy anh em nhé, chữ IR này anh em chiếu điều khiển từ xa và chữ IR này được. Đấy, và điểm đặc biệt em đã nói rồi, phiên bản này điểm đặc biệt của nó đầu tiên phải nói đến là 8 chế độ đã được cài sẵn ở đây. Đấy, tiếng mic của nó có 8 chế độ: delay, room này, echo, hold này, reverb này, sit down delay, echo và reverb. Đấy. Nhưng thường thì anh em mua về thì anh em thường để chế độ 5 là chế độ hát cả reverb và echo. Đấy, trộn với nhau nên tiếng rất là hay. Chip thì là chip xử lý 48 bit DSP của Mỹ nên tiếng cực kỳ hay cho anh em. Đấy, thì em mở to nhạc em nghe nhá. Nghe tiếng nhạc con này rất là hay nhá. Đấy. Tiếng rất hay, và đây em sẽ test cho anh em nghe một đoạn karaoke để em nghe và cảm nhận nhá. Nghe và cảm nhận chất âm của tiếng của con này. Nên 6, 7, 8, 9, 10. Nên nàng như một đóa hồng phai, hướng dẫn theo hoa theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếng nuối trái tim. Vỡ tan nhặt lại từng cánh rụng rơi, làm vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã nói vụng nhạc tuyệt vời nhất thế gian là em. Ghi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút tan nát lần đầu cho tim dưới chân nàng, làm ta tươi xuân dâng theo môi tim. Sướng rơi trên cánh lụa hồng, hãy nước mắt em ngắm trong, mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong cánh hoa tàn.
dưới chân nàng là ca đôi chân rách nhau môi tim là khóc cho mình bảy tháng chín mây nên sau bảy tháng chín mây. Tiếng nhạc của tiếng mic con này cực kỳ là hay cho anh em, và đặc biệt nhá, các bác mua về nâng cấp của gia đình rất là dễ chỉnh. Và ngày hôm nay nhá, em sẽ siêu giảm giá cho các bác những chiếc Vanker lai số TD Acoustic này, 5 chiếc duy nhất cho ngày hôm nay. Giá rất là tốt cho anh em, chỉ có 1.250.000. Bên em bao ship và tặng dây jack kết nối. Anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đấy, 1.250.000 anh em sở hữu một chiếc Vanker lai số TD Acoustic. Đấy, phiên bản này, chip DSP của Mỹ này, có 8 chế độ đã được cài đặt. Chỉ có 1.250.000 bao ship, tặng dây jack kết nối, nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Anh em mua hàng nhắn tin số em chốt vàng TD hoặc chốt vàng Q800, 1.250.000 bao ship. Anh em nhận hàng, được kiểm tra và thanh toán. Có vấn đề gì kết nối cứ alo, bên em sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết nhá. Anh em theo dõi video ủng hộ Thanh Audio Honey. Đấy, bỏ ra 3 giây cho bên em xin một like đi ạ, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thanh Audio ạ. Xin cảm ơn anh em.